Hello Đăng Khánh. Hi. Đăng Khánh. Khánh ơi. Hello con. So how are you today? How are you today? Ok, được rồi. Nào, bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình bài học luôn con nhá. Thấy chưa? Mình vào học hơi Bài muộn. học 30 giờ đến mấy giờ con? 8:15 con nhá. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok, very good. Ôi, thôi, mất rồi. Ok, now. Hôm trước mình học đến bài nào rồi nhỉ? Bài này đúng không? Ok, nào, Khánh bây giờ Khánh sẽ làm bài này cho cô nhá. Trong bài tập này thì con sẽ điền yes hoặc là no. Ok. Bài này con làm chưa nhỉ? Bài này con làm chưa? Con chưa làm đúng không? Ok. Thì trong bài tập này con sẽ điền yes hoặc no. Để cho câu nào đúng thì con sẽ điền yes, câu nào sai con sẽ điền no, được chưa? Ví dụ there is one fish có nghĩa là gì? Dạ. Có một con cá. Được chưa? Thế con nhìn vào bức tranh có mấy con cá? Hai. Đúng rồi, vậy thì nó sẽ phải là gì? Điền yes hay no? No. Đúng rồi. Tương tự như thế con làm cho cô từ câu 1 đến câu 7 được không? Được. Ok, con làm đi. Làm xong cô sẽ chữa nhé.
Dạ con. Ok, câu chuyện nhá. Câu số 1 này, yeah. There is one mouse, chính xác. Có hai con chuột, đúng rồi. There is one woman. Yes, đúng rồi. No, yes, no, yes, đúng rồi, rất tốt. Câu số 7 là there is one person, có nghĩa là chỉ có một người trong bức tranh này. Thế con nhìn xem có mấy người? Có 5 người đúng không? Thế vậy là câu này sai, yeah. Đúng. Ở trong câu này là chỉ có một người thôi. Vậy thì câu này sai đúng. Đúng. Ơ, trong câu này là có một người, nhưng mà trong bức tranh là mấy người hả con? Năm. Đúng rồi, thế vậy là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi. Được chưa nào? Ok. Tiếp con nhá. Ok. Talk about the picture. Hãy nói về bức tranh này. This is a park. The family is sitting and eating. Đây là một cái công viên, một gia đình đang ăn, ngồi và ăn. Được chưa? Thế con miêu tả tiếp cho cô. Con miêu tả tiếp cho cô nào. Ok, so what is the dog doing? Con chó đang làm gì hả con? What is the dog doing? Con chó. What is the dog doing? Con chó đang làm gì? Con chó đang làm gì con ạ? Run. Đang chạy, run, được chưa? Ok. Thế vậy mình sẽ là gì? Chủ ngữ này cộng với to be cộng với verb in, sử dụng thì hiện tại tiến diễn. Chủ ngữ là the dog này. Động từ to be là gì? Con chó, có một con chó thì động từ to be là gì ở con? Is, am hay are? Is, am hay are? Được, is chứ con, một con chó mà, được chưa? Số ít thì sẽ là is nhá, được chưa? Running, được chưa? Verb thêm doing chính là the running, được chưa? Tiếp theo con miêu tả tiếp đi. Con miêu tả tiếp đi. Hai cậu bé đang chơi cầu lông. Con nói như thế nào nhỉ? Hai cậu bé đang chơi cầu lông nói như thế nào nhỉ? To the children. Đúng rồi, the children are playing. Are playing. Playing gì con? Cầu lông là badminton. Được chưa? Đọc cho cô nào. Badminton. Đúng rồi, badminton. Ok, very good. Ok. Tiếp theo này, con chim đang hót. Đang hát đấy. Con chim đang hát. The bird is hát là gì cơ nhỉ? Singing, được chưa? The bird is singing, được chưa nào? Okay, okay, được chưa? Okay. Nào bây giờ trả lời cho cô các câu hỏi sau. One sheep is eating a flower. Một con cừu đang ăn hoa. Where is it? Con cừu đó đang ở đâu đấy? Sit on under the tree. The tree, đúng rồi. It is under the tree, đúng rồi. So what is the sheep eating? Con cừu đang ăn gì hả con? What is the sheep eating? Con cừu đang ăn gì? Flower. À, flower. Đúng rồi, rất tốt. Ok. Two children are wearing blue shirt. Được chưa? Trả lời cho cô, có phải là hai bạn nhỏ đang mặc những cái chiếc áo xanh không? No. No, đúng rồi, rất tốt. Ok. Ok, được rồi. Nào, bây giờ con sẽ trả lời cho cô các câu hỏi sau nhá. What is the bird doing now? Con chim đang làm gì?
What is a bird doing now? Chi đang làm gì nhỉ? Bay. Đang hót, đang hát con. Đúng không? Con chim đang hát đúng không? Đúng không con? Thế con chim đang hát tiếng Anh là gì nhỉ? The bird is singing. Để chị đọc lại cho cô nào. The bird singing. Is singing. Singing. Đúng rồi. Okay. So who is playing badminton? Ai đang chơi cầu lông? The two children. Đúng chưa? The two children. Được chưa nào? Ok. Tiếp theo nhá, trả lời cô này. What are the men and the women cleaning? Người đàn ông và người phụ nữ đang lau cái gì đấy con? Car. Car. Đúng rồi, rất tốt. Câu số 4 này. Where are the mice now? Những con chuột đang ở đâu? Xem đi. Where are the mice now? Con chuột đang ở đâu? Between gì đây con? Ở giữa cái gì? Những con chuột đang the... trên bãi cỏ. Được chưa? They are on the grass. Đọc cho cô. They are on the grass. They are on the grass. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo nhá. Nào, what are the fish doing now? Những con cá đang làm gì đấy? What are the fish doing? Yum. They are jumping. Để cho thêm bước in vào con nhá. Jumping. Yeah. Okay, rất tốt. Okay, so how many apples can you see? How many apples can you see? Con nhìn thấy được bao nhiêu quả táo? Wow. One. Đúng rồi. Okay. So which animals are eating bread? Con vật nào đang ăn quả, đang ăn bánh mì con? Con vật nào đang ăn bánh mì nhỉ? Chicken. The chicken. Đúng rồi, rất tốt. Đúng rồi, ok, rất giỏi. Ok, nào, tiếp tục bài này con sẽ lại làm bài tập yes, điền yes hoặc no cho cô nhá. Đối với câu đúng thì con sẽ điền yes và câu sai con sẽ điền no. Bây giờ cô làm ví dụ cho con câu 1 này. Five fish are swimming, có nghĩa là 5 con cá đang bơi. Thế con xem có phải 5 con cá không? Đúng không? Yeah. 5 con cá đang bơi. Five fish are swimming. Yes. Nhưng mà nó đang làm gì nhỉ? Nó có phải đang bơi không hay là nó nhảy? Bơi. Nó đang nhảy con ạ. Nó nhảy. Có con cá đang bơi kìa. Nhưng mà đây là nó bảo là cả năm con cá đều đang bơi thì câu này là sai nhá. Được chưa? No. Được chưa nào? Tương tự như thế Khánh làm cho cô từ câu 2 đến câu 10 Khánh nhá. Con làm đi sau đó cô sẽ trước. Thank you.
xong chưa? Dạ. Yeah. Ok nào. Cô chưa nhá. Five yeah. fish are jumping. Năm con cá đang nhảy, có đúng không? Yeah. Yes. Chính xác. Tiếp theo, two people are cleaning the car. Yes or no? Two people are cleaning the car. Yes or no? Yeah. Yes. Okay. Chính xác. A bird is singing. Yes or no? Yeah. Yes. No nha. A bird là một con chim đang hát. Con nhìn thấy con chim nó có hát không hay con chim đang bay? Đang bay. À, thế vậy nó là phải là gì nhỉ? No. Là chưa nào. Okay, tiếp theo. There are five apples. Yes or no? No. No. Chính xác. Tiếp theo. A bird is flying. Yes or no? Yeah. Yes. Chính xác. Câu số 7. Three chickens are eating bread. Yes or no? Three chickens are eating bread. Có năm con gà đang ăn bánh mì. Yes or no? Có phải có năm con gà không? Đâu có thấy số năm đâu. Anh nhầm, ba con gà. Cô nhầm, ba con gà. Yes or no? Yeah. Yes. Chính xác. Tiếp theo câu số 8. Four people are eating bread. Bốn người đang ăn bánh mì. Yes or no? No. No. Chính xác. Câu số 9. A sheep is sleeping. Yes or no? Yeah. Yes. Yes. Chính xác. Rất tốt. Câu số 10. The dog is running in front of the mice. Yes or no? Yeah. Yes. No nhá. Con chó thì đang chạy ở trước con chuột thì không phải. Con chó này phải chạy sau con chuột. Được chưa? Phải là chạy sau con chuột con nhá. Được chưa nào? Con đã rõ chưa? Yeah. Ok, rất tốt. Tiếp nhá. Yeah. Ok. Nào, trước khi học tiếp thì con thoát ra vào lại giúp cô nha Khánh. Khánh thoát ra vào lại giúp cô nha.